Không có đàn ông tán gái ngu, chỉ có đàn ông không nhận ra năm điều này. Tán gái ngu không phải là cái tội, khi yêu thì ai cũng dại khờ đi mấy phần mà anh em, tuy nhiên, dại khờ không có nghĩa là mất tỉnh táo. Tôi không chắc rằng những lưu ý dưới đây có thể giúp chiến hữu trở thành một tay sát gái mượt mà hay không, chỉ là chắc chắn anh em sẽ không còn bị phụ nữ xem như một món đồ chơi rẻ tiền nữa. Nhân tiện nói về việc đồ chơi, đây là những dấu hiệu chứng tỏ mấy ông đang bị phụ nữ xem thường, đọc thêm cho tỉnh táo hơn, đọc tiếp 7 dấu hiệu chứng tỏ chiến hữu đang là đồ chơi của phụ nữ. Thay đổi tư tưởng trước khi quá muộn đi chiến hữu. Người ta chỉ thèm muốn những gì người ta không có. Thời điểm tôi đang viết bài này thì trên thị trường vừa xuất hiện một mẫu iPhone mới, với thiết kế được mọi người đánh giá là vô cùng thộn, vừa xấu vừa thô. Mặc dù vậy thì vẫn có rất nhiều người tìm cách sở hữu nó cho bằng được, một phần vì thương hiệu, phần còn lại là vì tò mò. Nếu anh em đã không tạo được thương hiệu cá nhân thật tốt như mấy thằng con trai khác thì giữ được sự tò mò của con gái là điều quan trọng bậc nhất. Gần gũi quá bị coi thường đó mấy ông, rất khó để xoay chuyển ấn tượng ban đầu của con gái. Rất nhiều ông trường kỳ kháng chiến theo đuổi một cô gái từ ngày này qua năm khác cho rằng mình đang theo đuổi chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Nhớ kỹ, mưa muốn thấm cũng phải thấm xuống đất, không thể nào thấm vào bê tông cốt thép được hết. Nói cách khác, nếu anh em đã tạo ấn tượng xấu ngay từ đầu thì việc lội ngược dòng là điều rất khó. Ông nào vẫn còn đủ kiên trì thì đọc bài này thử, biết đâu tôi giúp được ít nhiều. Đọc tiếp 4 lưu ý để chinh phục cô gái ghét mình cay đắng. Nhắn tin với gái 24/24 và không hẹn gặp được ở ngoài thì cũng vớt. Nhiều ông vô cùng tự phụ với khả năng tán tỉnh với con gái qua tin nhắn, nhắn phát là cô ấy rep liền trong 5 giây, rep liên tục trong 5 tiếng không nghỉ. Rồi sao, được cái gì? Tán gái ngu không phải là không biết cách nói chuyện với gái, mà là nói rất nhiều chuyện nhưng lại chẳng đạt được cái gì ra hồn. Tỷ lệ chuyển đổi từ tin nhắn ra cuộc gặp trực tiếp sẽ là thứ quyết định khả năng tán gái của anh em đang nằm ở mức nào. Muốn rủ con gái đi chơi cho mượt thì tham khảo thêm đi. Nên xem, nguyên tắc 7-0 khi rủ con gái đi chơi. Đừng chấp nhận với những mối quan hệ không tên. Đó là anh trai mưa, anh trai kết nghĩa, anh xã hội, anh ruột khác cha không cùng mẹ, tất tần tật những thứ ấy tôi gọi chung là những mối quan hệ không tên, thứ đang giết anh em từng ngày từng giờ. Tôi muốn anh em xác định ngay từ đầu, rằng muốn cô ấy trở thành một người như thế nào trong cuộc sống của mình, hoặc là người yêu, hoặc là bạn bè đơn thuần và đúng nghĩa. Hoặc theo đuổi đến cùng, hoặc từ bỏ, an phận với mấy cái tên vừa vô lý vừa không thuyết phục kia chẳng mang lại cho anh em giá trị gì cả. Nên xem, những mối quan hệ không tên với phụ nữ đang bào mòn anh em chúng ta như thế nào. Sau tất cả, tình yêu chỉ là một phần việc trong cuộc đời rất nhiều việc của một người đàn ông. Do đó nếu có người nào đứng trước mặt nói với anh em rằng mày tán gái ngu quá thì cũng đừng nên chán trường làm gì cho mệt. Thứ nhất vì phía sau lưng của anh em còn có những người như tôi sẵn sàng hỗ trợ. Thứ hai là nếu không tán gái giỏi thì chúng ta vẫn có thể làm được những việc to lớn và ý nghĩa hơn. Đàn ông đích thực có thể làm mọi thứ vì phụ nữ, nhưng cũng có thể sở hữu mọi thứ khác mà không cần đến phụ nữ, ghi nhớ điều này cho thật kỹ nha anh em.